khi Thảo ơi trăng soi xuống đầm quê. Trời ơi con lựu đạn, trời đất ơi, làm cái gì vậy? Đi đâu mà vô nhà sầm sập, hỏi chủ nhà ở đâu không kêu réo gì hết trơn, trời không gõ cửa là sao? Hai cha con đi đâu mở cửa tanh banh, sao gõ được? Cũng may là tôi bận quá quần xài lõn á nha, chứ không có gì tôi quỳ tôi lại bà luôn à. Còn không biết mắc cỡ, la rồi phải nhìn chỗ khác, nhìn ra ngoài sân có một điểm hẹn mà nhìn trân trối à. Không nhìn tôi cũng biết chỗ đó ra làm sao rồi, hơi đầu che. Trời ơi đàn bà con gái gì mà ăn nói phà phà phà. Nè trà ông úp thứ gì mà thơm vậy? Rót uống rồi đó hả? Ừ. Không ai mời cũng uống hay thiệt. Tôi có úp cái gì á? Khỏi nói cho bà biết luôn, có chuyện gì mà bà sọc qua đây? À, có hồi nãy chưa ngon á, đem qua cho con Thảo nó ăn. Bà nói gì? Đem cho mình con Thảo thôi hả? Ừ. Đem ra ngoài sân ngồi chờ nó đi, lát nó về nó tiếp bà. Tôi không có rảnh tiếp mấy người không cho tôi ăn. Không ăn thì tốt, đỡ tốn của. Nói vậy thôi nè, nhưng mà tôi biết á là bà đem qua không phải cho con Thảo, bà đem cho tôi đúng không? Nhìn ánh mắt của gái, mình đã biết gái đang mê mình đúng không? Hả? Chứ không thôi sức mấy mà đi đem chuối cho tôi. Đúng rồi, đâu có tự nhiên được, tôi mê ông mà. Nè, nói cho cưng biết, cưng nên bỏ ý định đó đi nghe. Ừ. Không có cửa đâu nghe gái. Nói vậy mà cũng tin nữa hả? Đừng có nằm mơ, đời nào mà tôi mê ông đâu. Bỏ cái câu chuyện nó qua một bên đi boy. Bộ ngày mai em đi bán thơm phải không? Đúng rồi, điều tra tôi kỹ như vậy. Không cần điều tra tôi cũng biết. Nè, cho tôi ké tấn mía đi, lái tới mùa rẻ quá, chở tới chợ Ngã Bảy bán được giá hơn. Bởi trong đầu tôi không bao giờ tôi nghĩ bà tốt đến cái độ mà bà đem cái nải chuối bà cho hết trơn. Không có phải khi không mà đem cho, cũng phải nhờ vả mới cho. Nhưng mà xin lỗi nha. Ừ? Thơm của tôi chật chỗ rồi, lấy đâu mà chứa mía cho bà? Thì ông sắp gọn lại được, chút nữa tôi chỉ ông làm ha. Cũng là tôi làm hả? Chúng lẽ là tôi. Mấy cái chuyện nặng nhọc á để cho đàn ông làm, chứ chẳng lẽ để cho phụ nữ tay yếu chân mềm như tôi làm sao? Bà mà tay yếu chân mềm hả? Ừ? Bà giật voi cũng chết ở đó mà tay yếu chân mềm. Tốt quá ha, cho có một nải chuối mà bắt giác một tấn mía. Tôi nói thiệt với bà nghe, tôi mà giác mướn một tấn mía đó, tôi một xe chuối. Đàn ông gì mà nhỏ mọn quá chân à? Nhỏ mỏ thì có, nhỏ mọn thì không. Mà trà úp thêm gì thơm vậy? Chỉ tôi với. Con Thảo nó làm, tôi không có biết. Mà con Thảo nó đâu rồi? Mày rẻ. Con nhỏ thiệt là hơn con trai nữa. Bà nói vậy á, sao con gái tôi lấy chồng được? Tôi không nói thì nó cũng đã gian nắng ở ngoài đồng á, đen thủi đen thui à. Nè giờ sao? Ông có chở mía cho tôi không? Không, bà kiếm người khác chở đi. Ông nhớ đó. Con mẹ già quỷ mà, cái nải chuối gì mà cái trái bằng ngón tay của tay vậy mà cũng hốt về. Khốn nạn thiệt. Nhẹ nhẹ con, đau quá. Ừ. Đau lắm hả ba? Giác cả tấn mía cho dì Hậu mày đó. Trời ơi, dì Hậu đáng lẽ phải thuê người chứ sao bắt ba làm vậy được. Thôi con ơi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, nhà nông phải lấy công làm lời.
chứ cái gì cũng mướn cũng thuê, lấy gì ăn? Ba đó cũng đã lớn tuổi rồi, làm mấy cái chuyện nặng nhọc như vậy hoài đâu có được. Thôi được rồi, con ngồi nghỉ đi, để con vô chăm thêm trà nghe ba. Đó, nhà chỉ có một mình ba là đàn ông, phải chi thằng Hiếu anh hai mày. Vô lấy cho ba cây đờn đi. Dạ. Dạ, nè ba. Ba muốn anh hai về thì ba cứ nói thẳng với ảnh. Ba không muốn ép con cái làm điều mà con cái không thích. Về nhà mình, quê mình, chứ có phải đi đâu đâu mà không thích hả ba? Nó nói là về đây á, làm sao nó phát triển được sự nghiệp. Đúng là lý sự cùng. Nước ngoài còn về đây đầu tư mà anh nói là không có phát triển được. Con thấy là có một nguyên do nào khác nữa. Không có nguyên do gì. Bà làm gì vậy? Lau mồ hôi. Khỏi đi, để tôi tự làm. Trời ơi, thấy ông cực khổ từ sáng tới giờ tôi lau mồ. Thôi để đi. Trưa trời trưa trật rồi mà mới bán hết khóm còn mía. Sao kỳ vậy ta? Chắc ở đây người ta chuộng khóm hơn là mía. Cũng tại bà. Tại tôi sao? Mía xấu. Vậy hả? Giờ... Nhìn bà trồng mía cái giống ồn gì mà cây mía bà lớn vậy. Con chủ thì bự chà bá, mà nhìn cái mặt bà bán mía không là người ta không muốn ăn mía đâu. Cái ông quỷ này, ông làm như ngày nào mà ông không kiếm chuyện với tôi là ông chịu không nổi hay sao vậy? Tôi nói thiệt chứ bộ, cái đống mía róc ra toàn xác không như nước mẹ đâu ăn uống. Trời không. Hey, cái kiểu này chắc tối nay phải ở lợi rồi. Vậy cũng hay quá, hay quá. Hay gì? Thì đêm hôm ở lại đây sông nước hữu tình, ngồi ngắm trăng cũng thú vị lắm chứ. Nhớ hồi xưa, cứ mỗi đêm mà trăng sáng cái là bà hay hát cho tôi nghe. Tôi tưởng ông quên hết rồi chứ. Sao quên được?
mà lúc nhớ lúc quên à. Còn tôi á, tôi quên rồi, quên hết rồi, quên sạch sẽ hết rồi, không có nhớ gì hết trơn á, quên hết, quên hết. Bị thần kinh hả? Ông rảnh á thì ông ngồi đó ông nhớ mình ông đi ha. Người kỳ cục, nghiên cứu hoài mà cũng không thể hiểu được. Tính khí thất thường, nó giống như người bị té giếng vậy trời. Mệt. Ba, à chắc là anh Hiếu sẽ về trong nay mai đó ba. Nó có gọi về hả? Ừ, con kêu ảnh về. Mà ảnh nói á là để kiếm thêm một số vốn nữa mới về. Xong cái con nói á, ba cần anh chứ không có cần tiền. Cái bữa sau ảnh gọi lại liền, ảnh nói là hả, ảnh sẽ về. Ủa thiệt hả? Chừng nào nói gì à? Thì anh nói là khi nào mà anh đặt được vé máy bay rồi anh mới báo. À, tốt quá. Vậy là chắc nó về luôn. Trong lòng của nó ít ra cũng còn nghĩ tới người cha này. Thôi ba đừng có mừng vội. Chừng nào mà ông bước chân vô nhà mình rồi ba thấy mừng. Bà nói thiệt, đáng lý ra anh hai mày á là cái đứa kế thừa hương quả, lo canh tác ruộng đất của gia đình. Đằng này nó bỏ nó đi như vậy, cuối cùng còn con gái mà còn cực khổ. Cả ngày mày gian nắng lội ruộng, đen thui đen thích, sau này sao lấy chồng? Ôi, con không thèm lấy thì đúng hơn. Đàn ông miệt vườn mình đó ba, ai cũng ham nhậu hơn ham làm hết trơn. Còn chuyện ruộng vườn á thì ba khỏi lo đi. Con yêu đất, một ngày á con không được đi trên nó, không được chạm vào nó, không được ngửi mùi hương của nó là con bức rứt người lắm. Bởi vậy số con cực, học cái gì không học, đi học nông nghiệp, suốt đời cắm mặt vô đất hả con? Ừ, cắm mặt vô đất thì đất không phụ mình. Khoái ngửa mặt lên trời có ngày lọt hố đó ba. À, con chị nó biết tin này chưa? Ừ, hồi chiều gặp chị con có nói rồi. Ừ, tội nghiệp con nhỏ, lần này á thằng Hiếu nó về á, bà bắt nó phải qua cưới con chị liền. Giờ mà ba muốn á cũng chưa chắc được nữa. Chị Chi với dì Hậu á còn giận anh Hiếu dữ lắm. Bởi vậy cái tốt đẹp thì không chịu giữ, mất rồi hối hận cũng muộn. Em quên anh đi, không biết bao giờ anh mới về. Anh quên lời hứa rồi sao? Anh xin lỗi, nhưng anh phải ở đây tìm kiếm cơ hội. Về quê là coi như uổng công đi học nước ngoài hết. Vậy cô bác Tư còn ruộng vườn ai lo? Có con Thảo, nó là đứa con gái mạnh mẽ, nó sẽ... Anh quá ích kỷ. Anh xin lỗi. Anh... Coi như tôi chưa từng yêu anh. Alo. Chị à, dạ. Bé bị gì vậy? Tự nhiên cái ngồi thừ ra. Bộ trúng gió hả? Có sao không con? Dạ không ạ. Ở nhà chuyện bình thường hả? Dạ bình thường gì. Ừ, thằng Long nó có ghé không? Ừ, con bận mà anh cũng bận nữa. Đủ điều kiện như thằng Long á, thiếu gì con gái nó đeo. Con phải biết giữ nó cho kỹ á. Lòng người ta muốn xa rồi thì cố giữ cũng vô ích gì à. Như thằng Hiếu chứ gì. Thằng tệ hết sức. Con nghe Thảo nói anh sắp về rồi. Về làm gì? Chắc về thừa kế sản nghiệp của ba anh. Hử?
Lúa triệu bồng chắc hạt, cây này trúng mùa rồi. Thảo ơi, Thảo. Dạ. Con thăm ruộng đó hả con? Dạ. Lên đây, lên đây, dì hỏi một cái. Lẹ lên con. Dạ. Dì uống nước gì? Ừ. Con uống đi, uống đi. Có chuyện gì không dì? Tao tức cho mày. Ừ? Tức gì? Con không hiểu. Thằng Hiếu sắp về rồi phải không? Dạ. Ba con mừng lắm luôn á. Ừ. Còn con? Mừng chứ sao không mừng? Nó về là nó hưởng hết những gì mày tạo được. Hả? Nó đi mấy năm trời, chuyện nhà cửa ruộng vườn á, một tay con lo hết. Dạ. Chưa được hưởng gì. Rồi bây giờ thằng anh mày nó về, thế nào rồi ổng cũng giao quyền thừa hưởng cho nó. Thấy không? Ở miền quê này nè, con trai mới là con, còn con gái là nữ sanh ngoại tộc. Vậy tức cho mày á, làm cho lắm á, Rồi cũng trắng tay. Thì ra là chuyện đó. Mà dì ơi, ba con không có nghĩ vậy đâu. Mà nếu chuyện con vậy á, con có không buồn đâu. Làm máu mủ ruột thịt, mình đừng có để mấy cái chuyện đó làm cho sức mẻ. Đây á là tài sản của ba con, ba con muốn cho ai cho. Mai mốt á, tự tay con xây nên tài sản của con. Mày dối lòng. Thì nghe bà Hậu bất kể mà tức dùm con Thảo. Nhỏ xinh xắn, đẹp đẽ, hiền lành, giỏi giang, mà đối xử nhỏ tệ bạc vậy đó. Trời đất ơi. Ông xử vậy là đúng rồi. Cho của con gái nhiều, thằng rể nó hưởng hết. Nói vậy cho con trai nhiều, con dâu hưởng hết hả? Nói vậy mà nói được à? Đàn ông ta nắm đầu gia đình. Thôi 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 đi. Cái thời đàn ông nắm quyền gia đình á, xưa lơ xưa lắc rồi. Đừng nói đâu xa. Cái thằng con trai của tôi á, bị vợ nó nắm đầu quay như dế vậy á. Đang yên lành ở trong gia đình, tự nhiên nó về nhà nó đùng đùng nó đòi chia của. Cái nó nói à, bây giờ á, ba má còn sống nè, thì á, ba má cứ việc chia cho anh em đàng hoàng, phần ai nấy hưởng. Chứ nếu không á, là coi như mai mốt chết bất đắc kỳ tử. Bởi tôi trời nói ơi, vợ nói nó xui với ai? Trời ơi, cha mẹ còn sống mà đổ xả vậy. Con anh mất dạy thấy sợ luôn vậy đó. Bởi tôi nói cha con nhà ông là mất mặt đàn ông hết à. Con tôi hả, nó dạy vợ nghe răm rắp luôn. Vợ nó mà cãi lại hả, nó tán gãy cổ luôn. Trời ơi, tôi nói thiệt, tôi ghét nhất trên đời đàn ông vũ phu vậy đó. Vợ hư phải dạy chứ làm sao? Nói vậy mấy ông hư cũng bợp tay mấy ông vậy sao? Không dám đâu, bợp tôi bẻ cổ liền á. Trời ơi, đàn bà đái qua ngọn cỏ dạy ai? Vậy chứ còn đàn ông á, đái cao chắc khôn à. Thôi đi, đừng có cãi nữa. Thời buổi này nam nữ bình quyền rồi, đừng có giành quyền ai khôn hơn ai. Thôi hết mệt quá. À anh Tư, uống gì không anh? À anh uống gì không? Ủa bà Hậu đâu? Mọi bữa tôi thấy hai người đi đâu cũng đôi có cặp mà. Bữa nay mạnh ai nấy đi. Anh, nghe nói anh trai anh sắp về hả? Tin truyền nhanh thiệt hả? Chắc là nhờ thông tấn xã Út Hậu chứ gì. Cái thằng con trai của anh á, nó đi lâu dữ hả? Cũng mấy năm rồi đó. Học cái giống gì ở bởi mà lâu dữ vậy? Nó học kiến trúc. Nó ra trường hồi 2 năm trước rồi, nhưng mà nó ở lại nó làm kiếm tiền. Con Thảo nó gọi nó ép dữ lắm á, thì nó mới chịu về. Còn tôi á, phải dùng biện pháp mạnh. Nếu mà nó không về á, tôi từ nó luôn. Mà tôi nói thiệt với anh á, con Thảo tốt quá trời quá đất, mà anh đối xử tệ bạc cái nói như vậy. Tôi đối xử tệ bạc là gì? Anh à, mọi người biết hết rồi, nhưng mà tôi là tôi ủng hộ anh á. Gì vậy? Còn cái mà câu mâu với nhau á, là tại vì cha mẹ không công bằng thôi. Ê phan, thông tấn xã Út Hậu nói cái gì nữa? Nói đi. Thì thằng Hiếu nói về, anh sẽ giao hết tài sản cho nó. Còn cô Thảo không được gì hết. Mặc dù ở đây hả, nó lo lắng cho anh, nó hiếu thuận với anh nè.
Trời ơi, nó bị đối xử tệ bạc như vậy tại vì nó là con gái, nữ sanh ngoại tộc đúng không? Chà, cái đồ tào lao xí đú ở đâu? Nói vậy mà nói được à? Bà Hậu như người nhà, bà nói thì tôi mới biết chứ. Tam sao thất bổn, nói một đường là đi hiểu một nẻo à. Anh Tư, thôi bội. Bớt nóng đi anh. Ăn uống gì không? Ăn hủ tiếu hay mì không? Đằng mẹ gì vô. Đi về chị ba. Cái gì mới qua gì vậy trời? Cũng tại bà, chuyện của ta nhiều chuyện xí vô. Thì bà Hậu nói tôi mới biết. Ghét quá, ăn mì tiếp. Hết biết cái xóm này rồi. Bớt lại đây. Tại bà ăn nè. Đi cho có bịa đỡ đó. Chửi bà kìa. Mấy tôi đâu? Ông Nghĩa, tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông không chở mí cho tôi? Hả? Xấu hổ quá, nói không ra lời phải không? Cái này á, tôi phải hỏi bà mới đúng. Sao hỏi tôi? Tôi nói thiệt với bà nghe, tôi không nên tốt với bà. Bởi vì tôi tốt cách mấy, bà cũng nói tôi xấu. Tôi lo cho con Thảo. Cảm ơn bà, nhưng tôi là cha của nó, tôi lo được rồi. Mắc mớ gì bà phải lo làm rối tung rối nùi hết trơn vậy? Ông cái gì? Tôi biết tôi khó ưa. Từ hồi nhỏ đã bị cha mẹ ghét cho nên mới đem cho bà con nuôi. Lớn lên không ai thương, cho giờ với cô Kỳ một mình à. Do ăn ở thôi. Tưởng đâu ông thương tôi, xong rồi ông cũng bỏ ông đi cưới người khác. Xấu tôi cả đời cô quả, tự sanh tự diệt cho rồi. Bà gì? Cái gì? Chịu hết rồi. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Chết cha, xin lỗi nha. Sao sợ hả? Hả? Làm quý báo lắm hả? Mặc kệ hả? Ước cho chết luôn cũng được nữa. Ủa? Dạ, con chào chú. Chứ bị bệnh gì mà ăn cháo vậy? Dạ, dì Út con, hôm qua đi đâu về mà mình mẩy ướt nhem mà. Xong rồi tối không ra ăn cơm, đó là bị sốt. Dì nằm từ suốt từ hôm qua tới giờ, con nấu cháo cho dì ăn. Ủa, chú tìm dì con hả? Nghe nói chở mía gì đó, qua hỏi là có người chở chưa. May quá, mía đốn xong chất đóng hởm rày, con định thuê ghe chở đi. Vậy là ngày mai ra đó vác xuống ghe là xong chứ gì? Dạ. Vậy để con gọi mấy anh giữ rẫy vô phụ với chú nghe. Thôi chú về nha. Dạ chú về. Cho ba ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi. Dạ. Ủa gì? Sao dì không nằm trong đó, ra đây làm chi? Nằm một chỗ hoài cũng mệt lắm. Thôi, giờ dì ăn cháo đi nghe. Dì đắng miệng lắm không muốn ăn. Nhưng mà dì phải ăn để uống thuốc, cảm lạnh không có coi thường được đâu. Được rồi, cứ để đó đi. Mà nãy dì nghe có tiếng người À, chú Tư đó mà. May quá, chú chịu chở mía giùm cho mình đó dì. Đi thuê ghe ngoài, cần gì phải nhờ ổng giúp. Chú Tư có lòng mà ổng lẽ mình từ chối. Mà con cũng chưa thấy ai tốt như chú Tư luôn á. Phải rồi. Ổng tốt chỉ có mình tao xấu. Tao bị bệnh là đáng lắm mà. Thôi dì ăn cháo đi. Để con xuống lấy thuốc cho dì uống nha. Cuối cùng thì cũng phải giúp mình thôi. Chứ con mày đặt ống ẹo nữa. Tôi biết mà, miệng ông cứng nhưng mà lòng ông mềm, chiều cũ nhưng mà xài được hoài, vậy mới hay chứ. Báo hại, làm quà này ở trong phòng tù túng muốn chết luôn hả? Nhưng mà có hiệu quả.
lúc nhiều ao sầm hai giá. Tóc lá bạc màu mây, nắng mưa đêm phù tháng ngày. Nông thôn Việt Nam đúng là đẹp thiệt, nhưng mà sao đường xá giống thành thị? Ta đâu có thấy lạc hậu gì đâu. Bà Tài ơi. Dạ. Có đi đúng đường không đó? Nhà anh ở Vị Thanh đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà anh xa quê lâu chưa mà sao lạc hậu dữ vậy? Tôi xa quê 7 năm rồi. Hậu Giang bây giờ thay đổi nhiều lắm. Anh chỉ cần xa quê 1 tháng thôi là đổi khác nhiều lắm rồi. Huống chi là anh đi 7 năm. Mà ở dưới đây có điện thoại với lại internet không bác Tài? Ba gà còn có không gì internet. Vô tư mà sử dụng luôn. Ok. Vậy mà mày nói quê mày lạc hậu, tao thấy mày lạc hậu thì có. Thiệt tình là không dám nghĩ tới. Sao giờ này mà nó còn chưa về tới nữa? Thôi ba đừng có nóng ruột. Có khi nào đi lạc không con? Chứ 7 năm rồi, ở đây cũng thay đổi dữ lắm. Kêu nó để tao đi đón mà nó không cho. Thôi ba đừng có tự làm rối lên nữa. Ây cha, ây cha. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Thứ gì vậy? Gà tìm tứ quý. Tôi tìm từ sáng giờ đó. Món của dì là độc nhất vô nhị đó nha. Con nhỏ này biết ăn đó. Có người hả? Ăn muốn mòn răng gà của tao mà chưa biết mở miệng khen câu nữa. Con người gì mà không có chiều sâu tâm hồn. Thấy người ta ăn hết món của mình nấu là hiểu rồi. Cần gì phải lên tiếng. Bộ ông có lời nguyền hả? Mở miệng khen ai là ông tổng thọ hả? Bộ bà có lời thề á, bà không được khen là bà chết hả? Đàn nóng ruột muốn chết. Thằng Hiếu sao lâu quá trời. Kêu nó để ra đón cũng không chịu. Gì? Thằng Hiếu sắp về tới hả? Thôi tôi về đây. Ủa gì? Sao giờ không ở lại chơi với nhà con luôn? Tao không có ưa cái thằng đó. Tao không có ưa thằng anh mày. Cái thằng anh bội bạc của mày đó. Mới đi có mấy năm mà bỏ rơi con chi. Biết nó về tao không có đem gà tìm qua đây đâu. Mà không chừng nó về nó dắt thêm con bồ tây của nó về đây nữa. Tới ngay ba đằng trước, quẹo phải hay quẹo trái vậy anh? Không nhớ nữa. Anh dừng xe lại, dừng xe lại. Dạ dạ. Lạ quá. Nhớ hồi xưa đường quẹo vô nhà toàn là ruộng đất mênh mông. Mày gọi về nhà hỏi đi. Dạ đâu có được. Tao nói với ba tao là đã tự về nhà. Bây giờ lại gọi điện thoại. Thôi, ba tao mà không biết tao quên được về là ông chửi tôi chết. Vậy giờ làm sao? Thôi lên xe đi. Đi ra ngoài kêu hỏi đường. Nói không phải sao? Đi 7 năm về mà không có bồ mới lạ. Biết đâu là đứa mắt xanh mũi lỏ hay là con đầm đen thui á. Bà thôi đi. Đang nóng ruột gần chết. Nó nhảm. Nóng thì uống miếng nước đá đi cho nó đỡ nóng. Thôi đi dì. Dì ghẹo ba con hoài vậy. Ghẹo gì? Từ từ nó về. Mắc mớ gì nóng ruột. Mấy bài á, tới lúc 6 giờ 7 giờ cho nó khởi hành đi. 5 tiếng đồng hồ cũng phải về tới chứ. Hay là coi chừng bị tai nạn gì không? Nè, tôi cắt lưỡi bà nghe. Tôi về để khỏi cản trở cha con ông đoàn tụ.
Dì Hậu, dì Hậu. Kệ bà đi. Con người gì mà ăn nói vô duyên. Mà có khi nào nó dẫn người yêu nó về không? Con biết. Nói nghe nè. Dạ. Nó mà dắt một con đen thui về chắc tao té xong tao chết. Chắc là không có vụ đó đâu. Thôi, giờ ngồi đây cũng nóng ruột, thà mình ra bến đò mình ngồi cho đỡ nóng ruột. Thôi con ở nhà coi nhà để ba đi nha. Con đi với. Thì đi đi. Không biết lát nữa anh hai mày về đi qua cái đò này nó còn quen không nữa. Trời ơi ba ơi, anh hai đi có mấy năm chứ gì. Không biết nó mập ốm ra sao ha. Trời ơi con sợ ba ốm á. Chứ anh hai hả, anh mập như tay với nó. Thảo. Ê anh hai về, anh hai về ba ơi. Ồ nó về tới rồi hả. Ba. Thôi chết mẹ rồi. Ba. Ba ơi sao vậy? Con đen thui. Đi rồi ba. Ba, bình tĩnh đi. Anh hai. Ba. Trời ơi con trai tôi. Ba, anh hai về nè. Dạ con chào ba. Ba. Chào ba. Về là tốt rồi. Dạ. Chào con. Dạ đây là Kiệt, bạn của con. Là bạn hả? Dạ. Con với thằng Hiếu là bạn. Cái dạng bạn. Dạ bạn vào sanh ra tử. Dạ con với thằng Hiếu là bạn vào sinh ra tử. Dạ vậy coi như người nhà mà. Chào anh. Hi, chào em. Em là dạ. Thảo Trần đúng không? Anh nói gì? Em đừng để ý nó. Nó bị khùng đó. Em biết không, lúc trước nó còn chơi em xấu tơi bời qua lá luôn đó. Không có đâu. Em đừng có nghe thằng Hiếu nói. Thôi về nhà đi. Mà còn cái người mà đen đen hồi nãy là ai vậy? Cái người dạ. Mà con ôm hung chục đó. À, người ta quá gian qua đi về đây. Mày làm tao hết hồn mày. Dạ bạn mà. Dạ. Thôi đi về. Dạ. Xuống đò đi con. Dạ. Xuống đi. Đi hai. Đi mày. Cho em kéo ké coi. Đi. Đi hai. Từ từ nha. Để đồ lên đó. Đi để đồ xuống trước đi con. Xuống đi. Cẩn thận nha. Hai nhớ cây xoài nhà bác Sáu không hai? Sự tình hình gặp dữ vậy nè. Anh cao lớn và đáng rõ hơn. Có nên qua chào hỏi không? Không được. Đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Sao về đây thấy nóng không con? Dạ cũng hơi nóng. Anh hai, anh uống trà đi. Wow, 7 năm rồi mới được uống lại trà của em gái pha. Vẫn ngon như hồi xưa đúng không? Không. Ngon hơn. Trà này thơm quá. Gọi là trà gì vậy bác? Đây là trà Thái Đức con à. Trà Thái Đức. Sao tên nghe lạ quá bác. Uống xong là cả đêm mày thức mày hoài luôn á. Là sao bác? Bác dựng chơi với con thôi.
Thấy mày về đây mày lơ ngơ giống như là gà mắc tóc vậy á. Nói chứ cái này là trà thường. Rồi con Thảo nó mới ướp nguyệt quế. Dạ. Thảo, chút nữa em dẫn anh đi xem qua nguyệt quế nha. Thì chút nữa ăn cơm xong đi. Đúng rồi, nguyệt quế nó nở ban đêm không à. Vậy hả bác? Đem đồ đạc của mấy anh vô phòng đi. Dạ. Rồi dọn cơm cho mấy đứa nó ăn chứ không dạ. Đói. Mấy đứa đi rửa mặt đi rồi ăn cơm. Dạ. Dạ. Anh làm gì vậy? Bảy mày. Dạ. Con. Dạ con. Con xin lỗi. Ở đây là Việt Nam, không phải muốn quơ quơ muốn quào quào. Thôi mệt quá, nhanh lên đi theo em này vô phòng. Mệt. Đi mày. Ướt quần ta. Con vô nha ba. Sao thằng này có vẻ nguy hiểm quá vậy? Mới về mà đã quơ quào rồi. Không được. Phải cẩn thận mới được. Có con gái như hũ mắm treo đầu vàng. Thằng này mặt cũng hơi vàng. Vàng quá mà. Thằng Hiếu nó về rồi đó. Dạ con biết rồi. Chuyện của con với nó. Chuyện qua rồi, vì nhắc lại làm cái gì. Bay nói qua rồi nhưng mà dì thấy không có bình thường chút nào hết đó. Dì hỏi thiệt nha, con còn thương nó không? Không đâu dì. Chuyện của con với anh Hiếu coi như kết thúc từ cái ngày mà ảnh đòi chia tay con rồi. Với lại con cũng không thể nào chấp nhận một người ích kỷ giống như ảnh được. Nhưng mà nếu nó hối hận, nó muốn làm lại. Lời đã nói ra giống như là bát nước đổ đi, không cứu vãn được đâu gì à. Alo. Tối nay anh qua đón em đi chơi được không? Tối nay em bận chấm bài rồi, không đi chơi với anh được đâu. Vậy ngày mai được không? Ngày mai em cũng không rảnh nữa. Mày giấu ai chứ giấu được gì sao con? Gì? Thảo Thảo hả? Dạ. Con Chi nó sao rồi con? Vẫn đang nằm cấp cứu gì ơi. Chắc không sao đâu. Trời ơi, bình thường con nhỏ đó nó chạy xe đạp, nó chạy rề rề à. Sao tự nhiên nay bị tai nạn vậy không biết nữa hả? Thì ra cậu là người đụng nó phải không? Gì? Dạ, hả? Dạ, phải dạ không? Không phải đâu gì. Ngồi xuống. Gì? Chạy thì phải ngó trước ngó sau chứ hả? Tính mạng con người chứ đâu phải là cỏ rác đâu hả? Tính đụng chết người ta hả? Hả? Cậu đợi nổi không? Gì? Có đợi dạ, không? Dì ơi, dạ con. Dạ con nín, không phải. Nín. Gì? Gì? Cậu nín. Cậu liệu hồn cậu á. Cháu tôi mà có mệnh hệ gì đó ha, cả gia đình cậu khó sống với tôi. Gì? Lắm à. Ha, cậu đi khắp cả cái xứ này nè ha, có ai mà hỏi ai không biết Út Hậu này không? Thấy không? À, coi tướng tá cũng con nhà giàu lắm phải không? Bộ giàu muốn chạy xe đụng ai là đụng hả? Dì, dì ơi, dì cho con nói một câu thôi. Mày nín đi, có cái gì mà nói. Dì, hả? Con nói một câu thôi. Rồi nói đi. Cái anh này á là người phụ con đưa chị Chi vô cấp cứu. Hả? Không có anh con không biết phải làm sao nữa. Trời ơi. Trời ơi, sao mày không chịu nói sớm? Trời ơi, gì cứ ào ào ào. Thì mày nín, sao con nói được? Mày biết tính tao ào ào, sao mày không chịu cản tao sớm? Tại vì... Nín. Qua đây. Trời ơi. Quỷ, ông nói sớm gì hết trơn à. Cho tôi xin lỗi nha. Tại tôi nóng ruột cháu tôi quá cho nên tôi mới nóng nảy như vậy. Cậu đừng có buồn tôi nha. Tôi không phải với cậu.
Cậu tha lỗi cho tôi nha. Thiệt kỳ hết sức vậy à. Cậu giúp cháu tôi mà. Tôi không cảm ơn cậu mà tôi còn sớn sát vũ cậu nữa. Cậu đừng giận tôi nghe. Dạ không có gì đâu gì. Dạ. Ủa rồi cái thằng gây tai nạn đụng chi đâu? Ổng vô đồn công an rồi gì? Hả? Vô đồn công an rồi phải không? Dạ. Được rồi, để tao, tao kiếm nó, tao cho nó bài học mới được. Dì ơi. Dì ơi. Dì dạ. Cậu hả? Dì cho con xin lỗi. Dạ. Người đụng cháu dì là bạn con. Dì hả? Dì cho con xin lỗi. Nín dì... Nín. Mày là bạn của thằng đó, cũng là một băng. Tưởng đâu là mày tốt, thì ra mày cũng đi chung với thằng đó. Mày ngồi xuống đó đi. Hả? Dì bạn à? Hả? Thì ra cũng là bạn thôi. Trời ơi dì ơi, bây giờ quan trọng á là chị Chi phải khỏe lại. Chứ cái chuyện này. Trời ơi là trời. Sao mà năm nay cái con nhỏ này gặp cái sao gì mà nặng quá là nặng luôn à. Mới vừa chia tay thằng Hiếu rồi bây giờ gặp tai nạn nữa. Không biết có chuyện gì hay không nữa. Trời ơi. Dì. Chi ơi là Chi. Dì à. Chi ơi là Chi. Con Chi nó đi dạy rồi, cậu đi về nhà đi. Vậy chừng nào Chi về chị gì? Chừng nào nó dạy xong nó về. Dì cho con gửi cái này cho Chi. Tôi nói là tôi không nhận là không. Cậu tự đưa cho nó đi. Tôi nhận mất công nó la. Cậu này la nha. Tôi nói lần này là lần thứ 8 rồi. Cậu cứ hòa cáp làm gì? Con Chi nó không có thích mấy cái thứ này đâu. Con chỉ muốn thể hiện tấm lòng của con với Chi. Cậu kiếm nó mà thể hiện. Nói với tôi có ích gì? Nhưng mà Chi khó lắm dì ơi. Vậy chắc tôi dễ lắm hả? Dạ không, ý của con là... Cậu về đi. Chừng nào con Chi nó về á, tôi nhắn với nó là có cậu tới tìm nó. Mang gói quà về luôn đi. Dạ, thưa dì con về. Làm như là tặng quà là gật đầu cái rụp liền sao? Suy nghĩ kiểu gì vậy chứ? Xin lỗi, chị có phải là chị Út không ạ? À? Dạ, chị là... À, tôi tên là Tuyết. À, tôi gửi chị. Dạ. Thì ra chị là chủ doanh nghiệp phát tài. Ừ. Tìm tôi có chuyện gì không? Tôi là mẹ của cháu Long. À, thì ra là vậy à. Dạ. Mời chị lên nhà chơi. Dạ. Dạ mời chị. Dạ mời chị uống nước. Dạ cảm ơn chị. Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi đến đường đột như vậy thì ngại quá. Nhưng mà chị thông cảm nha. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn nha. Ừ. Thằng con tôi nó để ý thương cháu chị. Lại thêm có người quen nói với tôi là cháu của chị đẹp người đẹp nết. Và còn ra trường làm cô giáo nữa. Tôi cũng mạo muội đến đây để coi mắt. Quả đúng như lời đồn vậy. Nhờ tôi dạy dỗ kỹ lưỡng nên mới được như vậy đó. Dạ. Chứ con gái bây giờ đẹp thì có đẹp, nhưng mà vô ý vô tứ không có nết na lễ phép gì hết trơn á. Chị nói đúng rồi đó. Dạ. Cho nên tìm được con dâu vừa ý như đãi cát tìm vàng vậy. Như là khó khăn tìm may mắn á. Ủa chị nói vậy là sao? Tôi thích nói thẳng không cần vòng vo. Tôi muốn dạm hỏi cô Chi cho con trai tôi. Chị nghĩ sao? Cậu Long có tới đây tìm con Chi vài lần. Dạ. Nói thiệt với chị nha, tôi thấy cậu Long á không phải người thích hợp với con Chi nhà tôi. Tôi hiểu ý chị. Ai nhìn thằng Long cũng nghĩ nó là thằng ăn chơi. Mà tôi cũng công nhận nó là thằng ăn chơi thiệt. Nhưng mà thật lòng tôi chỉ có thằng Long là con trai duy nhất. Sau này gia sản của tôi thuộc về nó. Có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ cho nên nó ăn chơi quá à. Nó như là con ngựa bất kham vậy đó.
Nếu mà gặp được cô Chi, cháu của chị á, cũng ví như là gặp được người này giỏi, thì mới kìm hãm được thằng con trai của tôi. Thì ra thằng Long nhà chị là con ngựa. Dạ. Còn con Chi nhà tôi là cái nài, phải không? Cho nên chị tìm đến đây để tìm người hãm chế con chị, chứ đâu phải tìm người làm vợ, phải không chị? Tôi nghĩ thiếu gì người làm được chuyện này. Nó hiền quá, hiền khô à, cho nên là nó không quản ai được hết đó chị ơi. Nói như chị là chị vẫn chưa rõ một số chuyện. Chị biết không, từ hồi nó gặp được cô Chí à, nó thay đổi nhiều lắm chị ơi. Nó đi đàn đúm ăn chơi như hồi trước lắm á. Tôi nghĩ nếu cô Chi mà chịu đáp lại tình cảm của nó sẽ tốt hơn rất nhiều chị à. Vậy tại sao cậu ấy không tự đến đây mà lại nhờ chị? Đàn ông con trai phải dám làm dám chịu chứ. Chị à, thực sự coi nó ngổ ngáo vậy mà nó nhát hết hà chị. Nó kể nó có tới đây mấy lần, nó gặp chị nhưng mà chị khó quá nên nó không dám mở lời, cho nên nó mới nhờ tôi. Cậu mới nhờ chị tới đây phải không? Phải không? À, nó không có nhờ, chỉ là tôi thương con á nên mới tự tiện đến đây gặp chị thôi. Mong chị chấp nhận tấm lòng của tôi và cháu Long. Đây là chuyện cả đời của con Chi. Dạ. Dù tôi có là người nuôi nó lớn ha, nhưng mà là cái quyền quyết định đó là quyền của nó. Chỉ cần chị chấp nhận và tạo điều kiện cho hai đứa nó tiến tới thì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho hai bên đó chị à. Trời ơi, tôi đã nói rồi, tùy con Chi thôi. Nếu cậu Long thực sự yêu nó, muốn tiến tới với nó, thì cậu ta phải làm sao để nó hiểu được tấm lòng của cậu, đúng không? Tôi nè, tôi mà có đồng ý mà con Chi nó không chịu thì cũng như không, đúng không? Dạ, tôi hiểu ý của chị rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ cần chị tạo điều kiện cho cháu, chị đừng có khắt khe với nó. Là nó... Tôi khắt khe với nó hồi nào? Dạ, nhà tôi luôn rộng cửa, nó thích thì nó cứ tới. Dạ. Tôi có cầm chổi đuổi nó về đâu, phải không? Dạ. Tôi nè, tôi mà có đồng ý mà con Chi nó không chịu thì cũng như không, đúng không? Dạ, tôi hiểu ý của chị rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ cần chị tạo điều kiện cho cháu, chị đừng có khắt khe với nó. Là nó... Tôi khắc khe với nó hồi nào? Dạ. Nhà tôi luôn rộng cửa, nó thích thì nó cứ tới. Dạ. Tôi có cầm chổi đuổi nó về đâu, phải không? Dạ. Alo. Dạ dì Hậu ơi, con Hiếu nè. Dì cho con gặp Chi đi dì. Gặp nó làm gì nữa? Cậu bỏ nó rồi mà. Hay là tính gọi khoe nó, cậu đang giàu có người yêu mới. Dạ không đi dì ơi. Con nghe Thảo nói là Chi đang bị tai nạn. Có sao không dì? Nên cậu gọi để hỏi nó là nó chết chưa chứ gì, phải không? Dạ không có. Con định ở đâu ra cái lý mà một năm trước đòi chia tay rồi giờ năm sau gọi về quay lại làm sao? Con gái người ta chứ đâu phải là hàng quá gì đâu. Muốn trả. Dì ơi, con thật lòng thương Chi mà. Vậy lúc trước nói chia tay là không thật lòng đó hả? Mà ai đoán được là cậu không đòi chia tay với nó một lần nữa. Cậu với ba cậu không có khác chút nào gì hết trơn á. Thấy mới nói cũ, thấy trăng quên đèn. Ủa gì? Sao có ba con ở đây nữa gì? Tôi bị liệu, đừng có quan tâm. Cậu tha cho nó đi, để cho nó yên. Nó khổ vì cậu nhiêu đó đủ rồi. Con Chi nó có người khác rồi, nó giàu lắm, giàu hơn cậu luôn. Nếu mà thật lòng thương nó đó thì đừng có tìm nó, để cho nó yên, biết không? Nói vậy cho nó yên,
Chứ con Chi mà dính với thằng Hiếu á, nó khổ cả đời. Nó đi miết không về, không lẽ con Chi đợi nó cả đời sao? Lúc đó con Chi với thằng Long vẫn chưa yêu nhau. Mình làm vậy khác nào cắt đứt đường quay lại của thằng Hiếu. Mình làm vậy là đúng hay sai? Thằng Long có chắc là tốt hơn thằng Hiếu ngoài việc nó giàu hơn? Anh thì lúc nào cũng xin lỗi. Mai đừng có tới đón em nghe. Người ta dòm ngó xì xầm, em không có thích vậy đâu. Thằng Long phải không con? Dạ. Nó đòi đưa con đi làm có gì sai đâu mà con không chịu. Tại con không thích mấy người trong xóm nhìn ra nhìn vô xì xầm. Xì xầm kể họ. Mình sống cho mình chứ không phải sống cho họ đâu. Hay là bay sợ nhà bên kia thấy phải không? Rồi bay có tính gặp thằng Hiếu không? Gặp chi nữa gì? Không còn là người yêu nữa thì là bạn bè bình thường chứ có gì đâu con. Bộ bay tính không qua bển luôn à? Bay cứ im lặng trước những chuyện quan trọng. Sao bay chơi với con Thảo mà bay không có chút xíu nào mạnh mẽ giống như nó hết trơn vậy? Chi ơi! Chi ơi Chi! Chị ơi! Đứa nào đó bay? Dạ, con Long này gì? Ủa? Long hả? Dạ. Ừ, mày vô đây đi, đứng ngoài đó làm gì? Dạ, thưa dì con mới tới. Ủa? Mới thấy bay điện thoại giờ tới rồi. Bộ dư tiền điện thoại dữ ha. Dạ, tại con có công chuyện ở gần đây nè, cho nên tiện thể con ghé thăm dì luôn. Thăm dì hay ghé thăm cháu gì đây? Dạ, thăm cả hai. Chi? Sao kêu đừng có ghé mà anh cứ ghé giờ? Dạ, nguyên tuần nay con chưa gặp Chi cái gì. Kệ bay chứ, bay báo cáo với dì vụ này làm gì? Dạ, tại vì vậy nên con mới ghé thăm đường đột đó dì. Nguyên tuần này hẹn Chi đi đâu Chi cũng không đi hết trơn á dì, nên con mới làm liều tự ý tới đây. Thôi, khỏi cái dòng dài vậy trơn á. Ở đây tâm sự gì thì cứ tâm sự đi. Vậy đi qua nhà chú Tư Nghĩa có chút chuyện. Dì, đi nhớ về sớm nghe dì. Đi về liền chứ ở bển làm gì. Dạ, dì đi. Chị. Ê. Lát nữa chưa thấy dì về á, kêu dì về nha. Tại vì tối nay có tuần cải lương hay lắm. Dì sợ dì ở bển dì nói chuyện rồi dì quên đó nha. Dạ. Thôi dì đi nha. Dạ, dì đi. Dạ. Nhớ kêu gì nha. Dạ. Dạ. Xong hết chưa? Dạ rồi. Hai anh ơi ra ăn cơm, em dọn cơm xong rồi nè. Vô kêu đàng hoàng. Con gái con lứa gì giữa nhà lai ải à? Kêu vậy cho nó tiện gì? Người nhà không à? Người nhà thì người nhà, phải đâu đó đàng hoàng. Mai mốt bay lấy chồng không lẽ đứng giữa nhà kêu má chồng ra ăn cơm? Tôi thấy cũng đừng nên kỹ quá. Kỹ quá đâm ra nó xét nét, rồi lúc đó không lấy được chồng, cái đó mới đáng ngại á. Là tại vì do tôi không lấy, chứ không phải là không ai lấy tôi. Ủa, giữa hai cái đó có gì khác nhau đâu nè? Thì cũng là không có chồng thôi. Thôi ba, thôi đi. Bay coi đó, ăn nói cái kiểu đó mà thử hỏi làm sao tao với ổng không cãi lộn cho được. Nói làm sao xét nét. Thôi tao về. Gì? Thôi. Cái gì mà giận hờn, già rồi cứ như con nít à. Ở lại ăn cơm, tôi nói giỡn chơi thôi mà. Tính kêu con Thảo qua mời bà với lại con Chi qua ăn cơm. À, mừng thằng Hiếu nó về. Bà đã qua đây rồi nè. Con qua kêu con Chi qua ăn cơm cho vui. Kêu chị Chi luôn hả ba? Thôi khỏi đi, kêu nó cũng qua đâu. Nếu bà nói vậy thì thôi,
Nhưng mà bà ở lại đây ăn cơm chung với tụi tôi cho vui nghe không? Gì? Vợ lại ăn cơm với cha con nha. Mời lắm tôi mới ở lại đó nha. Thôi vậy là vui rồi. Mấy đứa ra ăn cơm nè. Dạ. Ủa, gì hậu? Ừ. Thư gì con mới về? Ừ. Con chào gì? Bà đặt thư gửi nữa. Thơm quá. I'm so hungry. Hả? Không có cà ri, chỉ có cá, tôm, đùi gà với lại chả lụa. Gì? Anh nói hungry là đói bụng đó. Vậy mà nó cà ri. Ở bển riết còn mất gốc. Tiếng Việt sao không nói, mày đặt nói tiếng Tây. Dạ. Thôi người nhà với nhau không à. Tự nhiên đi mấy con. Dạ. Dạ. Mời các con mời tôi hả? Trời đất ơi, tôi với bà mà còn khách sáo nữa hả? Thôi ăn đi. Hiểu. Hiểu cái gì? Muốn lịch sự với tôi thì bớt trường mặt qua đây. Dạ, bà con là bà con nói vậy thôi. Chứ bà con là quý vị nhất trong xóm. Đúng không Tảo? Dạ đúng rồi. Không có gì á là buồn chết luôn á. Đây. Dạ con xin mời. Cái này ngon nhất, con ưu tiên cho gì đó. Dạ dạ. Dì cái này ngon nè. Dì ăn thêm món này nha. Thật sự lâu lắm á mới được ăn cơm gia đình. Món nào cũng ngon hết trơn á. Con thèm quá à. Tụi bay á, anh em tụi bay á, tính cho ăn no cho chết cho mập rồi rồi không ai cưới tao sao? Không lấy dạ. Chồng sao? Thôi giờ cũng vậy đây mà có ai lấy đâu mà. Bà. Mời ăn thì ăn đi. Bà. Mọc đĩa nhà hoài. So good. Chả lụa chứ không phải chim cút. Dạ cô xin lỗi, cô quên. Ý của con là ngon quá. Món này nè. Món này còn ngon hơn nữa đó. Dạ con cảm ơn. Món độc chiêu của dì đó nha. Dạ. Cảm ơn dì. Dạ cảm ơn dì. Gà tèm của dì là số 1. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Oh my god. Gì mày? Cái này là lông hay là tóc? Lông. Rồi sao? Có một cọng lông thôi làm gì dữ vậy? Oh my god. Hả? Trời ơi, người Việt Nam có câu á, ăn cái gì bổ cái nấy. Mày ăn đi đâu có chết đâu mà sợ. Ăn đi. Để em lấy chén khác cho anh nha. Không ăn gà thì còn nhiều món khác mà con. Thôi cứ ăn đi. Không biết thưởng thức. Hiếu. Dạ. Con về chừng nào con đi? Nó về chưa nóng đít rồi tự nhiên hỏi chừng nào đi lãng ồ. Tôi hỏi chừng nào nó đi chứ có kêu nó đi liền đâu. Dạ thật sự con cũng chưa biết nữa gì. Chưa biết là sao? Không phải con về luôn hả? Công việc của con bên đó chưa giải quyết xong. Với lại bà biết sao không? Công ty của Kiệt á, nó công ty của bạn con. Dạ dạ. Công ty của bạn con. Dạ công ty của bạn con. Dạ công ty lại là bạn của thằng Kiệt luôn. Công ty đó dạ. Nhập hàng thủy sản ở Việt Nam để xuất của Úc. Giờ muốn lấn sang mặt hàng rau quả và trái cây ha. Nếu mà con có thể làm cố vấn á để tìm hiểu thị trường bên này thì lúc đó con sẽ ở đây luôn. Cái chuyện mà rau quả trái cây á em biết rành lắm, để em giúp mấy anh nha. Vậy thì hay quá. Ở đây á thiếu gì chị để làm. Thật sự tao thấy không cần đi đâu hết. Dạ. Không thích á thì đừng có ép. Thấy chỗ nào sống được á thì ở.
anh đã cố gắng rất nhiều. Em biết. Anh không còn đàn đúm nữa. Em thấy điều đó. Anh không nhậu nhẹt, cờ bạc hay quen nhiều cô gái như lúc trước nữa. Anh dành nhiều thời gian để giúp đỡ mẹ anh quản lý cửa hàng hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để em yêu anh sao? Sao anh nói vậy chứ? Không phải là mình đang quen nhau sao? Nhưng lại không giống như đang yêu nhau. Có ai đang yêu nhau mà cả tuần lại không gặp nhau giống như mình không? Tại vì em bận mà. Em thì lúc nào cũng bận. Anh không tin em thì thôi. Anh không nói là anh không tin em. Nhưng anh thấy em cứ hờ hững sao đó. Anh băn khoăn, không lẽ tất cả những điều anh làm đều là vô nghĩa hay sao? Sao lại vô nghĩa chứ? Chẳng phải anh đã tốt hơn lúc trước rồi sao? Như vậy không phải là rất ý nghĩa hay sao? Nếu không có tình yêu của em thì việc anh sống tốt hơn còn có ý nghĩa gì? Sao anh lại nghĩ em không yêu anh chứ? Có thể vì tình cảm của em dành cho anh chưa đủ lớn để anh cảm nhận rõ ràng. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nhưng mình cũng không thể bỏ mặc nó. Ra sao thì ra. Chắc quan điểm của mình không giống nhau rồi. Nếu giống nhau rồi thì liệu có tốt hơn không? Anh đừng hỏi em những điều mà chính em cũng không thể nào giải thích nổi. Thôi, em mệt rồi. Anh đi về đi. Nhưng mình vẫn chưa... Sáng mai anh tới đón em đi dạy nghe. Thiệt hả? Em cho anh chở em đi làm hả? Thiệt. Để em đi làm thôi mà. Có gì mà mừng dữ vậy? Từ hồi nào tới giờ em đâu có chịu cho anh chở em đi làm đâu. Giờ em kêu anh chở em đi làm, đương nhiên là mừng rồi. Sáng mai anh tới ha. 6 giờ hay 5 giờ? 6:30. 5 giờ thì dạy ai bây giờ? Vậy 6 giờ anh tới, chở em đi ăn sáng rồi chở em đi dạy. Vậy cũng được. Thôi anh về đi. Còn sớm mà. Anh... Thôi em có điện thoại rồi. Em vô nghe đây. Anh đi về đi. Trời ơi, lâu lâu ăn đồ ăn á, ngon quá trời luôn quý vị. No quá. Đến cho ông phụ em. Trời, mày làm tao hết hồn vậy. Tự nhiên cái gì Việt Nam đảm đang vậy cha? Ở bên kia, nó bắt còn rửa chén không à ba? Thì tại vì mày nấu ăn dở quá, cho nên phải rửa chén bù lại. Ủa, vậy mà nói là con Thảo nấu đồ ăn ngon hơn tao đó hả? Chứ gì nữa, không ngon mà hả, ăn cho hết đồ ăn luôn hả? Con chào cả nhà. Con. Ủa chi? Lâu quá không gặp anh. Không coi nhà qua đây làm gì? Bà sao bà chướng quá. Nó qua thăm Hiếu không được sao? Dì nói kỳ, con với ảnh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà. Nghe tên đã lâu rồi mà giờ mới được gặp chi. Anh là Kiệt, bà của thằng Hiếu. Dạ, em chào anh. À, Diễu ơi, hồi nãy Thím Một có gọi cho con. Nó nhắn gấp với dì là hồi chiều dì nói dì ghé nhà Thím Một mà sao không thấy dì ghé. Trời, chết tôi. Chiều lu bu quá quên mất tiêu. Để dì về bển gọi điện thoại xin lỗi. Để em thôi bà giận à. Dạ, vậy thôi, thì chú Tư con về. Chị về nghe Thảo. Dạ. Em về nha hai anh.
Đi đi. Ê, tụi bay làm gì mà chạy rầm rầm vậy hả? Cái gì vậy? Chi ơi, Chi. Chi. Em có thể nói chuyện với anh vài câu được không? Mình đã xa cách nhau 7 năm trời. Coi như tôi xin bà, để cho tụi nó nói chuyện với nhau chút đi. Sao 7-8 năm trời mới gặp nhau mà. Nhưng mà không có nhường nhị gì hết á. Em vẫn khỏe chứ? Khỏe. Anh cũng vậy. Thấy anh rắn rỏi mạnh mẽ hơn xưa. Em xinh đẹp hơn trước đó. Anh em nói trước đi. Cuộc sống của anh bên đó thế nào rồi? Cũng tốt. Hèn gì qua tới bên đó rồi thì không còn nhớ gì bên này nữa. Sao mà không nhớ được? Nhớ đứt ruột đứt gan luôn đó. Ai qua bển thì cũng nói là nhớ, nhưng có mấy ai chịu về đâu. Có về rồi thì hồn cũng ở bên đó. Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì mà xin? Lúc trước anh nói chia tay em là do anh sai. Sau khi nói ra, anh đã cực kỳ hối hận. Anh từng ước giá gì mình chưa nói ra câu đó. Bát nước đổ đi rồi, làm sao hốt lại được. Nhưng anh vẫn hy vọng. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu? Vậy anh nghĩ là em có đồng ý không? Anh không biết. Anh chỉ nói ra để em hiểu. Vậy thì bây giờ anh có câu trả lời rồi đó. Chuyện của mình đã chấm dứt từ 3 năm trước rồi. Chi, cho anh cơ hội đi mà. Chiếc vòng. Chiếc vòng thì sao? Nếu không còn tình cảm với anh, tại sao em lại còn đeo chiếc vòng đó? Anh đừng có đoán mò. Vì nó chật quá nên tôi chưa lấy nó ra thôi. Rồi tôi sẽ tháo nó ra. Có đập bể nó tôi cũng sẽ tháo ra. Em nói dối. Tùy anh, muốn hiểu sao cũng được. Em mở mắt được rồi. Anh đeo vô cho em nha. Ừ. Em thấy có đẹp không? Đẹp quá, em thích nó lắm. Đám nhỏ đi đâu mà lâu dữ vậy ha? Thì để cho tụi nó nói chuyện. Bà thắc mắc làm gì? Sợ rồi nói chuyện hồi rồi sanh chuyện á. Bà im lặng thì đâu có sanh chuyện. Ông lúc nào cũng gây với tôi á. Câu này á tôi phải nói với bà mới đúng. Nè, trong nhà có thêm đàn ông lạ. Ông dặn con Thảo cẩn thận đó nha. Nó là bạn của thằng Hiếu mà, lo gì. Bán thì bán, làm sao biết được lòng người. Nhìn thấy nó không đàng hoàng gì hết. Bà lại ác khẩu nữa rồi. Không đúng sao? Chân thì lông lá, bận quần ngắn phô ra thấy ớn. Bà đó nghe, nấu gà bà còn bỏ thêm lông vô á, còn ớn hơn nữa. Nín đi. Nè, chân không có lông nè, coi đi, dễ thương không? Thầy cười. Anh ra đây làm gì? Em rửa chén hả? Để anh phụ cho. Ôi, anh làm được không đó? Anh làm được mà, đưa đây. Hồi xưa ở bên Úc á, anh cũng hay đi rửa chén cho nhà hàng để kiếm tiền, đóng tiền học phí. Thiệt không đó?
Trời đất ơi, anh không biết làm thì thôi. Mày đặt nói xạo là đi rửa chén cho nhà hàng. Rửa chén cho nhà hàng mà bể vậy là tiền đâu mà đền. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em thôi. Đưa đây. Anh ngồi yên một chỗ là giúp tôi nhiều rồi đó. Trời đất ơi, bể hết cái dĩa rồi. Sao ở nông thôn Việt Nam á, nhà nào cũng có giếng nước hết vậy? Thì ngày xưa làm gì mà có nước thủy cục, cho nên á, nhà nào cũng phải đào một cái giếng để xài. Nếu mà không có nước giếng á, thì phải xài nước sông. Nhưng mà nước sông á, có sạch hơn nước giếng không? Dĩ nhiên là nước giếng phải sạch hơn rồi. Nhà nào á, mà đào được nước giếng có mạch nước tốt thì mừng lắm. Ừ. À, anh biết không, nước giếng á mà pha trà là ngon hết sảy. Nước dừa nè, uống đi. Dạ, con cảm ơn dì. Không tập trung á thì đừng có chấm bài. Chấm tầm bậy tầm bạ vô á, mấy đứa nhỏ nó bị điểm quan. Con tập trung mà. Đừng có giấu gì. Thằng Hiếu nó nói gì mà con như người mất hồn vậy? Anh có nói gì đâu. Không có giấu gì được đâu mà. Anh muốn nối lại chuyện tình cảm với con. Giỡn hả? Nói chia tay rồi quay lại dễ dàng vậy à? Đừng có mơ. Con cũng không thể tha thứ cho anh được gì à. Mặc kệ nó, bày tức giận làm gì. Còn thằng Long sao rồi? Mai anh qua chở con đi dạy. Sao vì thấy thằng Long nó làm như nó còn con nít làm sao á. Không biết bây về làm vợ nó hay làm mẹ nó nữa. Thực ra thì con thấy anh Long cũng là người tốt. Đàn ông tốt không có nghĩa là họ không phụ bạc. Thôi, con chấm bài rồi đi ngủ sớm đi. Dì đi ngủ trước nha. Thank you.
Hương hoa gì thơm quá ba. Nguyệt quế, hoa lài, dạ lý hương, loại nào cũng có mùi thơm. Thật sự chỉ có về nhà mới có hứng thú ngồi uống trà thưởng hoa, cảm giác yên bình quá ba. Ba trông chờ cái ngày này 7 năm rồi đó. Dạ con xin lỗi ba. Ba biết làm người thì phải có chí hướng, nhưng có gì hơn sau một ngày làm việc mệt nhọc, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm để nói chuyện, chia sẻ, đó mới là hạnh phúc thiệt sự. Con hiểu, nhưng mà nhà mình có ruộng vườn, nếu mà con chịu thương chịu khó thì sẽ không bao giờ đói, chỉ sợ không đủ sức mà làm thôi. Nếu chỉ để quanh quẩn trong vườn nhà thì còn gì con phải đi học xa xôi để tốn tiền của ba như vậy. Con muốn là mình phải làm cái gì đó thật lớn lao ba. Không lẽ cả cái quê mình như vậy không đủ để cho con phát triển sự nghiệp của con sao? Quê mình bây giờ khác lắm rồi, lên thành phố luôn rồi, thế nào cũng sẽ cần những trí thức trẻ như con. Có giàu trí tưởng tượng cỡ nào cũng không bao giờ con dám nghĩ rằng quê mình lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Cứ như là có một cây đũa thần vậy ba. Tại con đi lâu con mới vậy chứ, ba chứng kiến từng ngày từng ngày. Ngày xưa còn bộn bề lắm chứ đâu phải được như bây giờ. Dạ ba. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì không mặc đồ mà đi lung tung vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, mày làm mơ mượn cái áo vô đi. Cái gì vậy con? Ba nhìn kìa ba, nhìn kìa. Trời ơi. Dạ con có bận quần mà. Có cái gì đâu mà mày la được gần vậy? Trời ơi ba, coi kìa. Mày coi coi có gì đâu, tao nhìn nãy giờ muốn lòi con mắt có thấy gì đâu. Chứ thì nhìn sọc đỏ thôi chứ cái gì mà gốm vậy. Trời ơi, anh mặc quần rồi anh quấn khăn chi vậy? Có vậy thôi mà cũng la ông sợ mà. Cùng quá. Còn mày nữa, ăn bận kín đáo chút đi, nhà của con gái mà. Ở Việt Nam nóng quá, tắm xong vẫn còn nóng, ra ngoài đây cho nó mát. Mà tao thấy tướng tao cũng ok mà. Tại em mày không biết thưởng thức cái đẹp. Đành chịu thôi. Cái gì? Mày đẹp lắm hả? Dạ. Thầy muốn ơi, nó tự tin nó đẹp. Đẹp mà. Hòa biểu, ngồi dạ. Đây ngồi đây. Có cái gì mà có dễ bí mật vậy ba? Thằng Kiệt là đứa ra sao? Phải nói là quá tốt. Ủa mà sao ba lại hỏi vậy? Dì Hậu mày cảnh cáo tao rồi, có đàn ông ở trong nhà là phải cẩn thận. Còn Thảo em mày nó đẹp quá mà, nó giống ba. Nhưng mà nó có bần quần mà ba, có gì đâu. Tại con Thảo tưởng bở nhìn gà quá cuốc thôi. Đồng ý là nó có mặt quần, nhưng cách phối màu của nó ghê quá. Màu cẩm hường ở trên, màu sọc đỏ ở dưới, bên này ôm cái khăn màu vàng. Kinh khủng. Nhưng mà con thấy cái đó bên nước ngoài là chuyện bình thường mà ba. Ở nước ngoài là bình thường, nhưng về quê mình là dị hợm. Con hiểu ý của ba, con sẽ căn dặn nó ăn bận kín đáo hơn. Bà chuẩn bị xong chưa? Dạ. Đi một vòng chào hỏi bà con hàng xóm với ba, nhanh lên. Dạ, con biết rồi. Kêu Kiệt đi. Kiệt ơi, đi chưa? Trời, tuổi trẻ tụi bay sao mà ăn diện quá. Ba, dạ đi con ba. Đi về sớm nha ba, ở nhà con nấu cơm nghe ba. Ủa, bữa nay con không ra thăm ruộng hả? Thì nghỉ bữa, ở nhà nấu cơm cho anh hai ăn, anh hai ha. Cứ nấu mấy món cũ là được rồi, đừng có pha chế, chế biến gì thêm nha. Anh hai đi lâu ngày về đây, đừng có nói là bị ngộ độc thức ăn của em nha. Vậy anh ở nhà anh nấu đi. Giỡn thôi mà.
Thôi được rồi, cho dì ăn ăn cái đó được chưa? Tất nhiên. Anh em bay á, cứ cắn đắng bạc cái chuyện ăn uống hoài à. Đi ạ. Dạ. Kiều ơi, lẹ lên mày. Ừ. Mình đi ba. Nhanh đi, ba đi à. Dạ. Hiếu. Xin lỗi. Cái gì vậy? Hiếu, đợi tao. Mắt mũi để đâu? Anh Mừ. Anh Tư. Con trai tôi đi học nước ngoài mới về nè. Dạ. Trời ơi, con đó hả? Dạ, trời ơi, bữa nay con nó bự quá. Nó bự hơn anh luôn á. Chắc chắn rồi, Duy Kiều mà. Dạ. Thôi tôi dẫn nó đi vòng vòng. Anh vừa qua quán cà phê chờ tôi nghe. Tôi ra ngoài chờ anh đó nha. Tâm tình nhiều hơn. Con đi chơi với ba. Dạ, con dạ, đi dạ. Nha. Dạ, dạ chú Mười. Mấy con cứ đi đi. Vui lắm, bà con ở đây vui lắm con. Dạ. Tấm Ngoài à. Con tôi vừa học mới gì à nè. Ba, gặp ai cũng giới thiệu với ba. Trời ơi con ơi, đó là niềm tự hào của ba, thấy không? Đâu có ai dạ. mà được như con đâu. Anh Tư. Ôi. Sáng nay làm gì mà cô bộ khí thế quá vậy? Anh Bảy, con tôi mới đi du học nước ngoài về. Về kêu. Trời ơi, nước ngoài về nhìn có khác, phong độ dễ sợ luôn không? Dạ, con chào chú Bảy. Nè, bữa nào rảnh qua chú chơi. Dạ. Chú làm thịt con trâu, hai chú cháu mình nhậu lai rai chơi. Nguyên con trâu luôn hả chú? Nổ hoài. Thấy con rồi chú mừng quá cho nên chú nói vậy thôi, chứ làm gà xếp hai. Dạ. Rồi tôi qua quán cà phê trước nha. Dạ, ngày mai con rảnh con qua nha. Đi nha. Dạ. Ra ngoài trước lát tôi qua. Tướng đã dễ sợ không? Dạ. Dạ. Trời ơi, đây nè, nó về rồi nè. Hiếu đó hả? Du học mới về. Đó, nó xịt dầu thơm thơm nứt làng luôn á. Ba, trời ơi. Ôi. Sao gặp ai ba mày cũng giới thiệu hết vậy? Là hàng xóm thân quen không à. Với lại ba tao muốn cho mọi người biết là tao đã về. Đó là niềm tự hào. Niềm tự hào? Ừ. Chứ sao? Có con trai đẹp trai nè, cao lớn, thông minh học giỏi. Như vậy là tự hào, đúng không ba? Ừ. Vậy bây giờ tao đã biết. Chắc là Daddy với Mommy của tao tự hào về tao lắm. Thôi đi mày ơi. Đi đâu á, Daddy với Mommy cũng dẫn tao theo hết. Chưa chắc à nha. Tao là tự hào của ba tao, còn mày chưa chắc là tự hào của ba mẹ mày đâu. Nhiều khi á, ba mẹ mày sợ mày chạy lung tung. Đúng rồi ba. Nhưng mà tao vẫn chạy lung tung được thôi. Lâu lâu về quê vui hả con? Dạ. Trời ơi, bà con ở đây nhiệt tình lắm. Dạ. Tên ai? Ba. Ủa? Bảo. Dạ. Thằng Hiếu. Rồi, biết rồi. Biết thằng Hiếu là con của ông, nó mới đi du học, nó mới về hôm qua, phải không? Ủa, tối hôm qua tôi mới qua nhà ông mà. Biết rồi, giới thiệu chứ nữa cho nó mệt. Bà mắc cười quá. Tôi giới thiệu nào? Tôi tính nói á là thằng Hiếu tối nay qua nhà bà chơi. Thôi, khỏi. Qua rồi mắc công cái mặt con chi nó hầm, không được. Thôi, bà ơi, ba ở lại nói chuyện với dì Hậu đi. Còn với Kiệt đi qua nhà thằng Cường chơi. Nhớ về sớm ăn cơm nha. Dạ, dạ thưa dì Hậu con đi. Đi. Đi đi. Dạ đi. Dạ con chào dì. Gặp ai cũng giới thiệu, không biết mỗi miệng. Bà mắc cười quá. Bà đâu có ở quốc quần cảnh như tôi đâu mà bà biết. Cái cảm giác đó nó lạ lắm. Bởi vì bà không có đứa con mà đẹp trai, cao ráo, học giỏi mà đi du học. Du học nghe bà, mà nó giống cha nó mới ghê. Thành thử ra bà có cái đó đi rồi bà giới thiệu, bà không bao giờ bà biết mỏi miệng. Tôi nói thiệt với bà. Sao? Nhiều khi tôi nằm mơ mà tôi còn giới thiệu với cụ Quyền thất tổ, con nó đi du học về rồi nè. Ghê không? Ghê quá. Ghê quá, mỏi cổ quá. Bà Hậu. Bà Hậu. Chắc là có một sự ganh tị nhẹ. Ở đây sao thấy toàn là sông nước không vậy mày? Đúng rồi, đây là đồng bằng sông Cửu Long mà. Chiếc ghe này đi đâu vậy? Ghe người ta đi buôn bán. Người ta gọi đó là thương hồ. Ghe là nhà của họ. Nhà hả? Ừ. Vậy trên ghe có đầy đủ tiện nghi như du thuyền không? Họ đâu có như mày đâu mà cần đầy đủ tiện nghi. Ở
Ở đây sao thấy toàn là sông nước không vậy mày? Đúng rồi, đây là đồng bằng sông Cửu Long mà. Chiếc ghe này đi đâu vậy? Ghe người ta đi buôn bán. Người ta gọi đó là thương hồ. Ghe là nhà của họ. Nhà hả? Ừ. Vậy trên ghe có đầy đủ tiền nghi như du thuyền không? Họ đâu có như mày đâu mà cần đầy đủ tiền nghi. Đứng lại cho hỏi chút coi. Hỏi thăm chút chứ làm gì vậy? Hỏi gì hỏi đi. Con Chi sao rồi? Bình thường. Bình thường là sao? Là vẫn chưa chết. Sống vui sống khỏe. Cơm ngày ba bữa, tắm ngày ba lần. Trời, đi làm điều đặn. Nói như bà vậy. Nói như tôi làm sao? Tôi nói thiệt với bà, ngoài con Chi ra tôi không ưng đứa nào khác hết. Chuyện đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ nó đã có người khác rồi. Cũng tại con trai ông thôi. Nhưng mà nghe đồn thằng Long đó cũng phải người tử tế gì. Cũng một thằng ăn chơi. Bà để con Chi quen Chi vậy? Miễn nó tốt với con Chi là được rồi. Chi sợ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi chỉ sợ người nay thế này, ngày mai thế khác kìa. Mới nói thương hôm qua mà, hôm nay nó bỏ người ta rồi. Hey, đúng là lòng dạ đàn bà khó đoán. Ở đây đẹp yên bình quá mẹ ha. Không khí là trong lành nữa. Cảm thấy tâm hồn rất là thoải mái. Ừ đúng rồi, lâu lắm rồi tao mới được hít thở lại cái mùi vị của quê hương. Cây cối quá trời mẹ ha. Hiếu. Ủa, tao cường bạn mày nè. Lâu lắm lâu gặp mày nghe. Mày khỏe không? Mày khỏe không? Bạn mày hả? Dạ, con chào chú. Cái gì chú? Chú gì? Chứ tao kêu chú này bằng gì? Chú cái gì mà chú? Đây là Cường, bạn học của tao từ nhỏ. Ừ. Tôi lớn nó 2 tuổi, bởi vì học dốt quá nên đã là lớp 2 năm. Trời, vậy mày còn nhắc nữa. Chào Cường. Thôi tao đi nghe. Ừ, mới câu cá hả? Ừ, đi kiếm mấy con về nhậu. Để coi coi, có gì rảnh tao hú. Không biết là ông già tao có giới thiệu tao với ai không nữa. Ừ, vậy đi. Ừ. Thôi tao đi nghe. Ừ. Có gì tao hú mày nha. Ừ. Ê, đi. Nói thiệt nha, mày không nói tao không tin. Bạn mày sao mà già giống như là ba của mày vậy? Ở đây là vậy đó. Thôi đi. Chà, chuột vàng ươm luôn ha. Ừ. Đã quá ha. Ăn toàn lúa không, không đã sao được. Thì nó ăn lúa của mình, mình ăn thịt lại nó. Hồi tối này á, tôi đi rảo một vòng rồi kiếm được gần chục con chuột. Tôi biết á, ông Tư Nghĩa là ông khoái khẩu cái món này, nên là tôi đem qua biếu ổng. Ủa chuyện gì mà nhắc tên tôi vậy? Anh Tư với chị Hậu. Ông cho mấy con chuột nè, về nướng mồi ăn đi. Trời ơi, mấy con chuột này nó mập quá nha mấy ông. Kìa, nước dừa là ngon lắm đó nha. Yên tâm đi, để tôi về tôi nói con Thảo nó làm ngon lành rồi đem qua cho bà. Chưa gì chảy nước miếng à. Chảy nước miếng rồi nào. Đừng có đặt điều quá đó. Anh Nghĩa à, cháu Thảo nó là kỹ sư nông nghiệp. Anh về nói với nó nghĩ cái cách làm sao á, diệt chuột sớm sớm một chút. Chứ để tụi nó cắn khóa lúa rào rào như vậy á, còn gì mùa màng của mình. Tôi thấy cách tốt nhất là bẫy điện là ngon nhất. Tầm bẫy tầm ba không. Bẫy điện chuột chưa chết mà người chết trước rồi. Biết bao nhiêu vụ rồi mà còn chưa tởn. Ừ, biết bao nhiêu người chết mà còn chưa sợ nữa hả? Thôi bây giờ anh chị ngồi xuống đó đi. Ừ. Ngồi đi, từ ngồi từ đi. Mình nói chuyện. Cho 2 ly cà phê cưng ơi. Dạ. Nè, làm cái gì mà mày im lặng giống như là có tâm trạng quá vậy? Tao đang nghĩ, ở thế kỷ 21, văn hóa kinh tế phát triển, tại sao ở quê mày á lại có cách sống thiếu văn minh như vậy? Tại vì mà ở bên nước ngoài từ nhỏ nên mày không có biết. Đối với người dân ở đây á, người ta không quan trọng vấn đề vệ sinh lắm. Giống như tao từ nhỏ ở đây nè, đi câu cá, đào một cái hố như vậy là xong rồi. Oh my god, nhà mày cũng vậy hả? Ngày xưa mà, nhà nào mà không vậy. Bây giờ người ta có tiền mới xây toilet trong nhà. Có nhiều căn hộ bây giờ muốn xây toilet, làm gì có tiền mà xây. Mày cứ nghĩ đi,
tiền ăn còn không đủ thì lấy đâu có tiền mà xe toilet. Nhưng mà không chỉ riêng ở Việt Nam, ở bên Ấn Độ người ta xây hàng loạt toilet công cộng để tránh cái tình trạng mà phóng quế bừa bãi. Tao sẽ tài trợ xây nhà vệ sinh công cộng cho quê của mày. Nè, có mới nói rồi nha. Alo. Rồi. Ok ok được rồi. Nè, có người bạn cũ á, vừa hẹn tao đi uống cà phê. Mày đi chung cho vui. Ừ. Ê khoan. Thôi, tao không đi đâu. Sao vậy? Lỡ ra ngoài quán á, người ta muốn nước ao pha cà phê cho tao uống chắc chết. Mày khùng quá à. Đối với người khác á thì được phục vụ bằng nước mưa, còn riêng mày á, một lần uống nước ao đi cho biết. Cái thằng Hiếu. Không cho mình làm món mới hả? Mình cứ làm á. Có ai chết vì ăn món mới đâu chứ. Nè, thôi để khi khác đi rồi thử món mới của con. Có mấy con chuột người ta mới cho đó, đem vô trong mặn đi làm roti ăn. Sao chuột còn sống nguyên vậy ba? Vậy con phải làm nữa hả? Thì thôi, để ba hạ xác nó đi rồi con làm. Tại ba mắc là ruộng chứ không thôi cái này ba làm chút xíu cho mấy. Cũng hên là bữa nay con có nhà. Mày mốt á, mà ba muốn ăn á, ba mua chuột người ta làm sẵn rồi á, mình khỏi phải làm. Cái này đâu phải ba mua, cái này á bác Mười biếu. Nghe bà con nói á là chuột hoành hành dữ lắm. Con có ý kiến gì để diệt bớt nó không? Phòng nông nghiệp á cũng đang bàn về chuyện này á ba. Mà con nghĩ á, chắc cũng sớm có cách thôi à. Hy vọng là vậy. Thôi, ở nhà nghe. Ba ra ruộng cái. Dạ. Coi nấu ăn nấu uống gì cho mấy đứa nó ăn nghe không? Dạ. Sao không biết tôi về nước mà gọi vậy? Thì mấy người bạn bên bển mail cho. Đang có công việc tốt, sao lại bỏ về vậy? Thì cũng tiếc, nhưng mà ba tôi nhớ tôi quá nên phải chịu lòng thôi. Tôi thấy ông về chơi mấy tuần thôi rồi trở về bển đi. Lại làm gì? Đây chán lắm ông ơi. Nghe giọng nói có vẻ bất đắc chí quá hả? Tôi thấy trở về Việt Nam á là quyết định sai lầm của tôi. Sao vậy? Một cái chuyện gì hả? Học hành bao nhiêu năm, về nước với mục đích á là cống hiến. Khi còn học bên đó đó thì tao nghĩ là sẽ đem tất cả những gì học được về phục vụ cho quê mình. Nhưng mọi chuyện đúng là bị dội nước vào mặt. Tốt nghiệp MBA mà về xin vô mấy công ty nhà nước không ai thèm nhận. Họ nói là đã đủ chi tiêu rồi, còn các công ty khác họ đòi 2 năm kinh nghiệm. Ông nghĩ đi, sinh viên mới ra trường mà đòi 2 năm kinh nghiệm ở đâu ra chứ? Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Tôi giỏi thì họ phải trải thảm mời tôi mới phải chứ ông. Tôi vẫn tiếp tục xin việc, và sau 6 tháng trôi qua cũng đã có chỗ nhận tôi. Vậy thì tốt quá rồi, ông còn chán nản gì nữa. Ông biết họ nhận tôi vô làm gì không? Để làm nhân viên tiếp thị đó. Nhân viên tiếp thị? Ông giỡn hả? Sự thật 100% luôn. Nói thiệt, nếu như không phải về đây ở gần chăm sóc bà già thì tôi không đời nào chầu trực mấy chỗ đó. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Chán quá nên tôi bỏ việc để lên Sài Gòn. Sau đó tôi đã xin vào một công ty nước ngoài. Chúc mừng ông nha. Có thể trường hợp của ông là trường hợp cá biệt. Tin hay không á là tùy ông. Là bạn bè nên tôi mới có lời khuyên để ông khỏi phí thời gian. Chứ tôi về nước một năm á, đã mất thời gian 9 tháng để xin việc. Ông nghĩ đi, có đáng không?
Thảo, em đang làm gì vậy? Em đang làm thịt chuột. Đâu? Nè. Trời. Hả? Khủng khiếp quá vậy. Sao em làm thịt nó làm chi vậy? Ăn. Ăn trời hả? Ơi, chuột roti á là đặc sản quê em luôn đó. Ông này mất lịch sự quá. Không phải, anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh không ngờ chuột mà cũng ăn được. Trời đất ơi, đây là chuột đồng á chứ đâu phải là chuột cống đâu. Chuột đồng á sống trong hang ở ngoài ruộng, đồ ăn của nó toàn là lúa không à, cho nên thịt của nó đặc biệt thơm ngon. Anh biết không, chuột này nha, bây giờ mình ướp gia vị xong rồi mình chiên sơ lên, rồi mình đem roti là ngon hết ý luôn á. Thôi. Ê nè, chê chứ gì. Được rồi, chiều nay tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt. Cái cô Thảo này ác thiệt, dám lấy chuột hù mình nữa. Không được, phải đi kiếm cổ để nói cho ra lẽ. Không thôi mai mốt cổ đem rắn vô hù mình thì chết. Có mùi. Thảo, ba con có nhà không Thảo? Ủa gì kiếm ba con chi vậy? Ba con đi ra ruộng coi cắt lúa rồi. Thì không thấy thì hỏi chứ gì đâu. Rồi. Cá rô mà cá rô chiên với nước mắm gừng là ngon dữ lắm mà nha. Thèm dữ lắm à. Thì chút nữa gì ở lại ăn cơm với ba con luôn. Thôi ăn ké hoài kỳ quá à. Trời ơi, còn ngại nữa, quen quá rồi. Ăn cơm phải đông người mới vui, chứ ăn mình buồn lắm. Ha, cũng phải á. Mấy ngày nay con Chi nó đi dạy hoài, vì ở nhà có một mình thành ra cũng là biếng ăn lắm. Thôi về ngồi chơi đi, con ra hái mấy trái ớt với mớ rau nha. Được rồi, đi đi con. Ây da, con Thảo này ngày càng tiến bộ nha. Thơm quá thơm luôn. Anh có bận đàng hoàng hả? Anh có mặc đồ mà gì? Đúng là nước ngoài về, ăn mặc cái kiểu gì văn minh ghê. Nhà có phụ nữ, với lại nhà này đâu phải của anh đâu. Anh ăn mặc cẩn thận xíu chứ. Anh xin nói rõ, dì chưa có thấy gì hết, chỉ là phản xạ tự nhiên rồi dì hét toáng lên vậy thôi. Chứ anh có mặc quần mà, cũng giống như em tối qua. Tối qua có chuyện gì? Chuyện gì? Đâu có gì đâu gì. Trời, Thảo. Tối hôm qua không có chuyện gì. Tối hôm qua là làm sao? Tới ngày mùa kiếm nhân công khó quá. Ngày mai nữa là xong. Chú cứ từ từ. Từ từ á, nhưng mà mấy ông tí đâu có từ từ. Có khi á, mấy ông dám ăn hết sạch lúa, còn ba gốc rạ không á. Tôi có hỏi con Thảo rồi. Con Thảo nó nói phòng nông nghiệp đang lo.
phải như gà vịt á, mà đẻ lia lịa giống như mấy ông tí á thì còn đỡ biết mấy. Đám trẻ bây giờ không có đứa nào chịu mần ruộng, thà tụi nó chịu đi làm công nhân, mà lương công nhân cũng đâu có cao đâu. Nhưng mà như vậy thì cũng đỡ cực hơn là làm ruộng. Nhà anh có con Thảo là may mắn lắm rồi. Cũng phải. Phải chi quê mình có được nhiều con Thảo như vậy thì đỡ biết mấy. Gấp đồ ăn đi. Dạ mời ba. Ăn đi con. Dạ. Con mời dì Hậu. Ừ. Thằng này, sao ngồi ăn cơm trắng không con? Có thịt đó, ăn đi. Dạ bác, nhưng mà cái này là thịt con. Thịt chuột là đặc sản đó. Ăn đi, dì Út không có mà ăn đâu. Ngon lắm. Mày. Anh Kiệt ăn đi, thịt chuột á bổ lắm đó. Đúng rồi. Ừ. Ê, sao vậy? Ăn đi ba, ăn đi gì? Ăn đi. Cơm chạy đâu ạ? À? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba ăn đi. Con mời dì Hậu. Dì Hậu. Gì? Dì không nên chọt đũa vô tô canh vậy. Dì dùng đũa gắp vô tô canh vậy mất vệ sinh quá. Cái thằng này. Tao nói đúng mà. Mày... đũa trên miệng của dì rồi nhúng vô tô canh, vi khuẩn nó sẽ theo đôi đũa rồi phát tán vô tô canh. Tao có bệnh truyền nhiễm đâu Di Trùng. Mày kỹ quá mày ăn riêng đi. Dạ. Tao quen uống vậy đó. Anh Kiệt, anh ăn nhiều vô nói ít lại chút xíu đi. Ê, lần sau dọn cơm nhớ bày thêm muỗng riêng đũa riêng. Dạ đúng rồi đó bác. Ăn đi ba, ăn đi gì. Thôi, mà làm gì mà cứ chạy tới chỗ lui hoài vậy? Đánh răng mấy lần mà vẫn còn nghe mùi chuột. Mày ảo tưởng. Lúc nãy tao thấy mày ăn ngon lành lắm mà. Ngon cái đầu mày á, ghê muốn chết. Khi không lại đi ăn thịt chuột. Nè, chuột cũng là một loài động vật. Dơ bẩn. Tại mày suy nghĩ nhiều quá thôi. Chuột đồng á, sống ở trong hang, ở bờ ruộng ăn lúa. Còn không á thì leo lên cây dừa, ăn dừa. Ăn dừa? Có cái gì đâu mà dơ bẩn. Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Mày đừng có tỏ ra gớm ghiếc như vậy. Nhập gia tùy tục. Nếp nhà của tao ra sao á, mày phải nương theo. Sorry. Nè, với lại tao thấy thái độ của mày với dì Hậu á hơi khiếm nhã đó. Khiếm nhã? Trong bữa ăn á, tao thấy mọi người gấp thức ăn cho nhau. Làm như vậy là không được vệ sinh. Ở Việt Nam á, ăn uống như vậy là bình thường, không đến nỗi mất vệ sinh như mày nghĩ đâu. Còn gấp thức ăn cho nhau là thể hiện sự quan tâm, thì mày phải vui vẻ đón nhận chứ. Sau này á, đi ăn ở đâu người ta gấp cho mình, mình phải vui vẻ đón nhận. Dù mình không thích, không thích cũng phải vui vẻ nhận. Đó là lễ phép.
Ở Việt Nam nhiều lễ phép quá. Tới mày đi đánh răng đó. Đánh răng làm gì? Tao nghe được mùi chuột từ miệng mày. Khùng. Bờ ruộng đầy hang kiểu này á, bao nhiêu lúa bị mấy ông tí ăn hết. Điều này biết tay tôi. Thảo phải không? Phải Thảo không mày? Đi coi ruộng đó hả? Dạ con chào bác Mười. Ủa bác Mười, lúa nhà bác chừng nào gặt? Ngày mới lận. Mà bây giờ á, kiếm được nhân công á khó quá mày ơi. Mà phòng nông nghiệp của huyện á đã có cái kế hoạch gì đó diệt chuột chưa? Nó cắn nó phá quá trời tụi bay ơi. Dạ, mấy chú ở bên phòng nông nghiệp huyện á cũng đang họp bàn về chuyện này á chú. Trời ơi, mấy ổng bàn cái gì á thì phải bàn cho lẹ lên để mà còn tìm cái cách diệt chứ. Bây giờ phun thuốc diệt chuột á có được không? Nguy hiểm lắm bác. Bà con mình hay bắt rắn bắt ếch ăn, rồi lỡ ngộ độc chết làm sao? Con đang nghĩ cách. Chuột sinh sôi như vậy á là cũng tại bà con mình có bao nhiêu mèo đem bán hết. Rồi hả, bẫy rắn, rồi á bẫy chim. Chuột nó không có kẻ thù á thì cứ vậy mà sanh đẻ thôi. Phải ha. Có mấy đại lý thu mua rắn nè, mèo nè, giá cao lắm, bà con mình ham quá cái cứ bán cho họ hết trơn. Bởi bà con mình á thấy cái lợi trước mắt mà không có thấy cái hại lâu dài. Mình phải vận động bà con đừng có bắt rắn bắt chim nữa, rồi phải nuôi mèo trở lại đi thì may ra. Nè Thảo, em lụi hụi làm gì hoài vậy? Thảo à, hồi sáng á anh thấy người khác chở chi đi làm, anh buồn quá. Nhìn kẻ khác ngồi bên cạnh người mà mình yêu thương, cảm giác rất là khó chịu. Lỗi tất cả cũng tại anh. Bây giờ em có cách nào để chị quay lại với anh không? Mà làm sao như vậy được chứ? Chị đã có người khác rồi. Nghe ba nói là anh ta rất giàu có. Em có nghĩ chị quen với một người như vậy để trả đũa anh không? Ủa, nè, sao nãy giờ anh nói không trả lời gì hết Thảo? Hồi nãy giờ nghe nói gì không Thảo? Hôm nay em sao vậy? Ủa anh Hiếu. Anh cũng ở đây nữa hả? Ủa Thảo. Ủa vậy đây là vậy? Hái xong chưa? Để em hái phụ cho. Chị làm xong rồi. Hả? Thôi chị về nghe. Dạ. Hai người đang nói chuyện gì? Ủa, anh chọc giận chị Chi nữa phải không? Những lệnh không nên nói cũng đã nói rồi, cũng tại em không đó. Bắt gì tại em? Sao ngồi ở đây tự nhiên đâu vậy? Ủa, ê chị Chi nhảy rào kìa. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Chi chờ với coi. Chi Hiếu. Anh hai. Thảo. Ba người này làm gì giống như là đang đi chạy vượt rào vậy? Ủa trời. Ủa, ơi chị... Sao vậy con mới về? Em về rồi hả? Dạ. Dạ chào dì. Dạ con chào dì. Thảo thì anh biết rồi. Còn hai người này đây là anh Hiếu, anh của Thảo. Còn đây là anh Kiệt, bạn của anh Hiếu. Anh ấy vừa từ Úc về đó. Giới thiệu với mấy đứa, cậu Long đây là người yêu của con Chi. Vậy phải giới thiệu là chồng sắp cưới chứ gì. Hả? Chồng sắp cưới hả? Ủa. Chào anh. Chào. Mấy đứa bay làm gì mà kéo nhau một lô một lớp chạy vô đây vậy? Dạ đúng rồi đó dì. Con thấy Chi, Hiếu, Thảo
Nhảy rào chạy vô đây. Con chạy theo. Chạy vô đây làm gì vậy Thảo? Dạ không phải, tại bữa anh Hiếu về tới giờ ảnh chưa có qua thăm gì bữa nào hết á, cho nên bữa nay con đưa ảnh qua đây hỏi thăm gì. Ờ à. Dữ quá ha. Thôi tụi bay trẻ trung á thì tụi bay ở đây chơi với nhau đi, tao qua nhà thím một chút xíu. Tao biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay mà. Được rồi, tự tụi bay giải quyết đi. Mệt ngồi. Mình uống nước. Cảm ơn. Hàng xóm bao nhiêu năm nay men cứ tự nhiên đi ha. Ủa, dì xích bự quá. Thằng lắc bằng vàng chứ dì xích gì. Ở Úc á lắc vàng nhỏ lắm, còn bự như vậy á người ta chỉ để xích thú dữ thôi à. Trời mình xích ở bệnh bằng thép, còn này bằng vàng mà. Nghe nói anh đi du học ở Úc hả? Ừ, đúng vậy. Sắp tới nhà tôi dự định xây mấy khách sạn, nhờ anh thiết kế. Anh đồng ý chứ? Cảm ơn. Để xem lúc đó tôi có rảnh không. Với lại mai mốt tôi và chị cưới nhau, tôi định xây một ngôi nhà đẹp ở dưới này. Anh có thể thiết kế giúp tôi không? Anh Long à, bây giờ mà nói chuyện cưới xin thì còn sớm lắm. Anh Long yên tâm đi. Ở Úc á, thằng Hiếu nó giành được cái giải nhì cuộc thi thiết kế Home of the Future. Thiết kế của nó được xây ở Sydney. Thằng Hiếu á, nó dư sức xây cả cung điện cho anh Long. Nói chi cái nhà. Anh là Việt Kiều đúng không? Ừ đúng. Tôi không tin cho lắm. Bộ nhìn tôi có vấn đề gì hả? Việt Kiều gì mà nói tiếng Việt giỏi vậy? Không chêm tiếng Anh câu nào. Tôi là Việt Kiều chứ đâu phải là ngoại kiều. Ba mẹ tôi á, là người Việt. Đa phần bạn bè tôi bên Úc cũng là người Việt. Thì lý do gì á, tôi không nói tiếng Việt. Còn tiếng Anh á, tôi chỉ dùng cho những người không biết hoặc là không hiểu tiếng Việt thôi. Đúng rồi đó. Em ghét nhất là mấy người nói tiếng Việt á mà chêm chêm tiếng Anh vô á. Thì những người đó chỉ để cho mọi người biết là họ biết ngoại ngữ thôi. Kiệt. Sáng mai anh qua chở em đi dạy nha. Thôi em tự đi xe đạp được rồi. Xe anh đâu có di trùng gì đâu mà em sợ. Mua cái xe cả tỷ mấy để chở cô ấy đi dạy, mà nói 10 lần cô ấy từ chối hết 9 lần. Nè, đi dạy có xe hơi đưa đón, tại sao em lại từ chối? Chẳng phải có người yêu giàu có để được sung sướng hay sao? Anh Long. Hả? Sao em? Ngày mai anh qua chở em đi làm nha. Cả tuần luôn. Mai anh qua. Mai là có một đứa cháu gái, chứ 10 đứa chắc chết quá. Thơm. Anh Kiệt, anh Kiệt. Nhìn cái. Ủa, sao từ lúc ở nhà Chi về không thấy nó nói năng gì hết? Ý chưa, còn mày đặt hút thuốc nữa. Ê, có khi nào nó hút thuốc xong nó kiếm rượu giải sầu không? Anh điên quá, trước giờ đâu có ưa thuốc lá nhậu nhẹt gì đâu. Alo, Hiếu hả? Alo, Hiếu đây. À, tao Cường nè, đi nhậu không mày? Cường hả? Ừ. Đi nhậu hả? Ừ. Ở đâu? Quán cái giữa. Được rồi, tao tới liền. Đáng nghe mày. Thấy nói Linh chưa? Anh đi theo ảnh đi. Chắc ảnh đang buồn chuyện của chị Chi đó. Đừng có để cho ảnh nhậu nhẹt nghe chưa. Ảnh mà nhậu nhẹt be bét hả, tối giờ anh chết với em. Em nói đúng, bạn bè cần nhau là lúc này. Ừ.
Hiếu, đợi tao. Nè Kiệt, mày nghe mấy thằng bạn tao hát dữ không? Trời ơi, bạn mày hả? Ừ. Đây, vô đây. Vô đây nè. Phải chăng đất Việt trời đó, Âu mày thấy hát mùi có chưa? Cách ngăn một bờ dịch thủy. Ờ, mày ngồi xuống đi. Nên một lần đi là có thể quay về. Một kẻ ly hương với tháng đợi năm chờ. Khói phi cơ đã tan dần trong mây trắng. Tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo. Một đàn chim vỗ cánh bay mau. Trời ủ dột như nỗi sầu lữ thơ. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về nơi đất mẹ những tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Cay quá. Mới tới hả? Ờ, mới tới. Ờ, đây là bạn của tao tên Kiệt. Ừ. Còn đây là Cương. Hồi sáng mày gặp rồi đó. À, xin chào. Còn đây là Tiến. Dạ, chào chú. Ba đứa là bạn. Là bạn từ hồi lúc ở trường tắm mưa đó cha. Mày xạo mày. Tắm xong cũng ở trường vậy. Hồi lớn rồi. Cái trường kỳ chết. À, còn đây là Quý. Bạn đàn ca tiệt tuổi với tôi. Chào. Ừ, chào. 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 Bạn mày sao ai cũng già giống chú mày hết vậy? Tại đây á, tụi nó làm lụng cực khổ mà. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên mới già vậy đó. Chứ thật ra nó bằng tuổi. Ê, nói nhỏ vậy đó mấy cha. Nói nhỏ là nói xấu đó. Ê, nói nhỏ là nói xấu đúng không? Khi dễ tụi này đúng không? Khi dễ tụi này không biết chơi đúng không? Ừ, đâu có. Nè, xứ quê chứ người không có quê nha. Tụi này biết chơi lắm đó. Tại không có tiền thôi. Đâu có. Ờ, tại tôi thấy không khí ở đây lạ thôi. Ủa, bộ Việt Nam nhậu là vậy hả? Nhìn thấy đông vui ghê ha. Vui lắm. Uống một hồi là hết vui à. Tao biết tụi mày về hôm rày rồi. Mà đang bận. Gặp cho xong lắm lúa. Cho nên hôm nay tao mới rảnh. Ê, đưa đây tao uống trước rồi tới mày. Rồi tới nó. Tôi về chú quán ơi. Tôi về luôn á. Bữa nào rảnh ghé chơi nha. Chú quán ơi. Ơi, cho thêm mấy cái ly đi. Rồi. Ê, khỏi đi. Uống một ly say tua cho nó vui. Không phải. Ý của bạn tôi nói là mỗi một ly á cùng cho nó sâm tụ cho nó vui. Vậy vậy cũng được. Mỗi một ly luôn. Vậy đi, mỗi một ly cho nó vui. Nè, chán nè. Ủa, mới vậy hả em? Trời ơi, mày trắng trẻo đẹp trai ra ha. Dạ. Thôi, ngồi chơi nha, cần gì kêu anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, vô. Vô một cái mừng ngày anh em mình hội ngộ ha. Rồi, thôi, cầm lên anh em rủ đi. Vô. 2, 3, 3, 3. Vô. Thảo. Dạ. Con biết anh con đi nhậu với ai không? Dạ, hình như là anh Cường rủ ảnh đi nhậu ở quán cây dừa ba. Bởi tao nói có thằng Cường á là chắc chắn phải có thằng Tiến. Hai cái hũ hèm đó mà ráp lại chắc cầu tới sáng mới gì à. Thằng Hiếu dễ giàu gì về nhà được. Không tới bến với tụi nó là không có được rồi. Chắc là ảnh cũng biết lượng sức mình à, ba đừng có lo. Cái đám thanh niên này tao rành quá mà. Uống chừng nào tới quách cần câu rồi mới chịu thôi. Đứa nào mà rời bàn trước thì đâu có chịu. Hãy đứng lên hồi ép gây quýnh lộn. Thôi được rồi. Vậy để chút nữa con gọi cho ảnh. Ừ, gọi nó thử đi. Dạ. Công chuyện quá trời. Ừ, vô. 1, 2, 3. Vô. Thêm đi nữa. Thôi, tao tử trâu hết chai này. Tao tử mới sợ. Nè, làm miếng đi.
sao quá. Oh my god. Ê, nó nói gì mày? Chắc nó bị bệnh gút á. Ăn đi, không sao đâu. Gút cái gì mà gút? Nó nói tiếng Anh, nó gọi là oh my god, tức là lại chỗ tôi đó. Ê, mà sao mày nói vậy? Cái này cái gì, sao nó ngộ quá vậy? Ê, khô cá đuối, khai chứ không có thúi. Khai chứ không có thúi. Đặc sản vùng này đó, ở nước ngoài không có đâu, muốn tìm mua cũng khó lắm á. Sorry, tôi không có dùng cái món này được. Cho gì trái cây anh Bảy ơi. Rồi, có luôn. Ừ, trái cây được đó. Anh nè, sao không biết nó thích ăn trái cây? Nó mới kêu sorry đó. Sorry á, tiếng Anh gọi là xin lỗi. Thôi, ngồi chơi vui nha. Thôi vậy thôi tiếng gì cũng được, mà dùng thơm đi. Nè, thơm ở đây là cũng là đặc sản á. Chắc mày bển làm ăn nhiều tiền lắm phải không? Cũng đủ sống thôi. Tụi tao quan tâm mày, mới hỏi thăm vậy thôi. Chứ không có mượn tiền mày đâu mà mày sợ. Cái đó tôi nói thiệt, ở đâu á cũng phải chịu làm thì mới có ăn. Ở đây tụi tao làm chết bà không đủ ăn nữa. Tôi thấy kinh tế ở vùng này cũng phát triển lắm mà. Ừ, thì cũng có phát triển, nhưng mà nông dân của tụi tao khổ lắm mày ơi. Khổ? Tôi thấy mọi người ở đây nhậu vui vẻ lắm mà. Vậy mới khổ. Nhậu tới sáng thức dậy làm đâu có nổi. Thì đừng có nhậu. Không nhậu thì làm gì? Không lẽ về nhà chơi với vợ à? Tao nói cho hai người mày nghe nè, tụi tao á được mùa cũng khổ, mất mùa cũng khổ. Ủa, sao được mùa mà lại khổ? Được mùa thì thương lái nó vô, nó mua nó ép giá, giá lúa rẻ như bèo. Ủa, nhà nước không bảo hộ sao? Vô đây, tôi chỗ nhà. Mày trả nó vậy thôi chứ làm không có được. Ta anh đó. Đây, thôi, bỏ đi. Vô một cái. Vô. Hy vọng có ngày nông dân mình ngẩng cao đầu mà sống. Vô, 1, 2, 3, vô.